Bây giờ là gợi ý của chương trình. Đây là một ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc rock thập niên 80. Một phút dành cho các bạn bắt đầu. Cố lên Dung, em biết đấy, em biết đấy. Người này là nam phải không? Không, nữ. À thế là nữ rồi. Người này miền Bắc? Không. Miền Nam? Đúng. Hay hát nhạc rock. Người này không cao lắm. Đúng. Người này hay để tóc có lúc ngắn lúc dài. Đúng không? Đúng rồi. Người này mắt rất sáng. Chính xác. Người này cười rất là tươi. Chính xác. Người này bây giờ hay mặc đồ, thỉnh thoảng hay mặc đồ trẻ để cho trẻ lại. Đúng rồi. Đúng rồi, mặc đồ có kim loại đi ra ngoài vẫn bị hút. Đúng rồi, đấy thế thì đi. Đấy là ca sĩ Ngọc Ánh. Chính xác. Chính xác, đó là ca sĩ nhạc rock Ngọc Ánh. Vào cuối thập niên 80 đầu 90, cái tên Ngọc Ánh là bảo chứng cho mọi sân khấu ca nhạc từ Bắc vào Nam. Có thể nói sau thế hệ của Bảo Yến, Nhã Phương thì Ngọc Ánh là một trong số những ca sĩ được khán giả mến mộ nhất bởi giọng hát khỏe khoắn, máu lửa và phong cách biến hóa ấn tượng, đa dạng. Với giọng hát đẹp, quãng giọng cao, ca sĩ Ngọc Ánh có thể hát được rất nhiều thể loại nhạc đa dạng, từ nhạc cách mạng, nhạc quê hương cho đến nhạc trẻ và nhạc rock. Trước khi định cư ở nước ngoài, ca sĩ Ngọc Ánh sở hữu cho mình bộ sưu tập hơn 300 giải thưởng chỉ trong khoảng 10 năm, một con số kỷ lục trong giới nghệ sĩ. Ngọc Ánh xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đang có mặt trong khán phòng hôm nay. Yeah. Xin chào anh Lạng Sâm. Cũng lâu lắm rồi không gặp ca sĩ Ngọc Ánh, nhưng mà không thay đổi nhiều lắm, vẫn thế. Và chắc rằng giọng hát thì càng không thay đổi, tôi hy vọng là như vậy. Một lát nữa chúng ta sẽ được thưởng thức. Nói đến ca sĩ Ngọc Ánh thì bài nào giọng hát của chị cũng rất là đầy, rất là căng, rất là đỉnh, đúng không? Mà rất là sáng bài, em nghe em cực kỳ thích. Chị Ngọc Ánh á, là cái đặc biệt nhất của chị Ngọc Ánh á, là chị Ngọc Ánh lắc đầu á, lúc mà chị Ngọc Ánh nhảy á, chị lắc tóc, cực tóc. Đẹp luôn. Hất là tóc, thời điểm tóc. Đó là điên loạn á, mỗi lần mà Ngọc Ánh mà ra sân khấu mà hát rock mà lắc tóc á là kinh khủng khiếp ha anh ha. Hai đứa cũng thân nhau á, cũng hồi đó thân đờ. Thế bây giờ đến với chương trình chúng tôi gọi là ký ức vui vẻ, thì ngay bây giờ tại đây cái ký ức gì nó ập về bây giờ với Ngọc Ánh? Và ký ức chạy show của thập niên 80-90 là những người ở đây mà quen thân nhất và anh biết nhiều nhất, đó là anh Thanh Bạch, Hồng Vân và chị Kim Xuân. Đó là ba người mà gắn bó trong cả một cái giai đoạn mà Ngọc Ánh chạy show ở cái giai đoạn thập niên 80-90 đó. Vì nó đẹp. Vì nó đẹp và nó là một thời vàng son cũng như là kỷ niệm tuyệt vời của một thời thanh xuân. À, vâng. Những cái sự gợi lại ở trong ký ức để mà nhớ lại, muốn giữ lại những cái gì, muốn bỏ quên đi những cái gì, nó luôn luôn tồn tại ở trong mỗi một con người. Ngoài những kỷ niệm thì Ngọc Ánh có những kỷ vật. Kỷ vật? Ví dụ? Đây, Ngọc Ánh giới thiệu cái này là cái máy cassette mà phải nói rằng Ngọc Ánh rất là tự hào khi mà anh là ca sĩ đầu tiên mua một cái máy cassette mà xách đi theo mình như vậy. Năm 1987, lúc đó người ta mua một chiếc xe cánh én đó anh, 5 chỉ. Ngọc Ánh mua cái này 3 chỉ vàng. Wow. Quá đầu tư cho nghề nghiệp. 3 chỉ quá vàng. Như chơi. Rồi, đây, và đây là lý do tại sao có cái tên nữ hoàng băng cassette. Dạ. Yeah. Cái băng này là tên không dám đâu, do Bến Thành Audio Video và thực hiện và phát hành năm 1993 và đã coi như là đứng đầu trong cái năm đó phát hành bản chính thức là 100,000+ bản cassette như thế này. Đó mới, đó là lý do tại sao chị là lý do tại sao được gọi là nữ hoàng băng cassette. Và sau đó thì Ngọc Anh có hơn 40 von như vậy. Hơn 40 cái album cassette thế như thế này. Còn những cái vật dụng ở bên cạnh này nữa cũng của Ngọc Ánh mang đến đúng không? Khi mà cái giai đoạn 80 mấy nó đã qua rồi á, thì Ngọc Ánh bắt đầu mới thấy thị trường xuất hiện cái máy gọi là double tape. Cái này á, anh mua năm
1993. Trời ơi, nhớ kỹ. Năm 93, bây giờ đã là 25 năm. 25 dạ, 25 năm. Lúc đó anh mua 3 cây vàng. Wow. 3 cây vàng. 3 cây vàng. Dạ. Có thể mua được một xe Dream thời đó. Còn còn đây là cái giọng ca vàng các nước ASEAN năm 1996, lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội với 11 nước tham dự. Wow. Và năm 1996 Ngọc Ánh giữ tới bây giờ. Rồi đây là cái cái giải thưởng của VOV, là đài đài phát thanh tiếng nói Việt Nam thì phải. Dạ, là năm 1997. Vâng. Ký ức nó dội về, không phải chỉ có trong tâm tưởng, trong suy nghĩ đâu, mà nó hiện ra qua các cái đồ vật này, qua các cái năm tháng, đúng không? Còn bây giờ thì tôi sẽ là thừa nếu như đứng ở đây, bởi vì sân khấu là của Ngọc Ánh với bài hát Mùa Xuân Trên Những Giếng Dầu. Xin mời. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ca sĩ Ngọc Ánh, cảm ơn vũ đoàn. Cho Ngọc Ánh chụp hình với các bạn một thời của tụi mình đi. Cho em xin đi, cho em xin, trời ơi. Có anh ba Hưng đó, dũng thiện nông dân, đi lính hơn năm trường, giờ mới được quân chương. Thằng Sáu nói anh nó mừng, cái thằng nó xíu mà khô. Nó khen anh hoài, nó nói rằng anh có tài. Nó nói một năm nay là anh đã bắn giết tới hơn trăm thằng, diệt trừ quân Pháp Xài Lan, diệt trừ đế quốc Xài Lan. Nó vô bắn phá nát tan xóm mình, láng giềng hỏi thăm sự tình. Tôi nói có anh có ơn, nó khen anh hoài. Nó nói rằng anh có tài, nó nói mới một năm nay mà anh đã bắn giết tới hơn trăm thằng, diệt trừ quân Pháp Xài Lan, diệt trừ đế quốc Xài Lan. Nó vô bắn phá nát tan xóm mình, lăng diều hỏi thăm sự tình. Tôi nói có anh ba Hưng, tôi nói có anh ba Hưng. Chúng ta một lần nữa cảm ơn ca sĩ Ngọc Ánh đã mang đến một bầu không khí thật là tuyệt vời, không thể tuyệt vời hơn hôm nay trong ký ức vui vẻ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi xin thông báo điểm số của các đội tới thời điểm này. Đội thập niên 70 đang có 20 điểm, còn lại 80, 90, 2000 và 60. Mỗi đội có 25 điểm. Xin chúc mừng tất cả.